Rồi, hello chào các bạn ạ. Để mình chia sẻ với các bạn một cái bài cũng chủ đề bất động sản các bạn ạ. Thời gian vừa qua mình đọc báo, mình thấy một cái điều gì các bạn biết không? Mình thấy một số người mà giàu có các bạn này, họ có xu hướng về cái vùng ven hoặc cái vùng quê để người ta mua một cái nhà để người ta ở, hoặc là người ta mua để xem như là một căn nhà thứ hai để cuối tuần gia đình hoặc là bạn bè về quê để vui chơi giải trí sau một tuần làm việc vất vả ở đô thị. Và mình cũng đọc một số tờ báo, mình thấy rằng một số các bạn trẻ các bạn ạ, họ cũng không muốn ở thành phố các bạn. Buổi sáng thì vào thành phố làm việc có công việc của họ đó, nhưng mà xong rồi thì họ lại về quê người ta ở. Và cũng có một cái xu hướng nữa các bạn, là những người ở quê thì lại thích ra thành phố, rất là mong muốn có một cái nhà định cư người ta ở lâu dài, để thứ nhất là để có tiền làm ra tiền, thứ hai là để cho con cái học hành, để con cái tiếp xúc được những cái môi trường văn hóa tốt để cho tương lai con cái sau này. Đã có những xu hướng như vậy các bạn. Cái chủ đề ngày hôm nay mình nói với các bạn rằng vì sao mà những cái người có tiền và những người giàu có thì bây giờ họ có xu hướng dịch về một cái vùng quê, và đó có phải là tương lai của bất động sản Việt Nam hay là không? Đây là một cái bài mà mình phân tích, nó cũng tương đối thôi các bạn, không có gì là hoàn hảo hết các bạn ạ. Để chúng ta cùng nhau san sẻ. Bây giờ đặt ra câu chuyện là nếu chúng ta ở đô thị thì hắn được cái gì? Đô thị có cái gì hay không? Như các bạn biết, đô thị là cái nơi đặt cơ quan hành chính của một cái hệ thống chính trị. Vì vậy mà cái nơi này là được nhà nước đầu tư rất mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng. Và cũng nơi đây là nó tập trung rất là nhiều cái hoạt động kinh tế. Nó tập trung các cái doanh nghiệp, các văn phòng giao dịch. Và cũng được đầu tư rất là mạnh mẽ về trường học, bệnh viện, công viên, những cái quảng trường, những nhà hát, các khu vui chơi giải trí. Và một cái đô thị thì ai cũng muốn về đây làm việc, cho nên một thời gian rất là dài thì nó hình thành nên những cái cộng đồng dân cư cũng rất là đông đảo. Ở nơi đây thì có việc dân cư đông đúc, cho nên là cũng dễ buôn bán, tạo ra thu nhập cho gia đình. Nói chung là các bạn muốn có tiền thì các bạn phải ra thành phố thôi, buôn bán kiểu gì cũng ra tiền. Một cái chị buôn gánh bấn bưng, chiếc xe thồ của chị là giống như một cái chợ di động, người ta đi khắp phố phường. Và thành phố là những bạn biết là đã là một trung tâm kinh tế chị, thì những cái thông tin nó cũng đến nhanh hơn, cho nên chúng ta có được những cái dòng thông tin mà biết xử lý nhanh á, thì khả năng làm giàu của chúng ta sẽ tốt hơn, cái điều kiện học hành ở đó cũng tốt hơn. Những cái trường đại học lớn, những cái trường phổ thông có chất lượng, những cái gì mà giỏi nhất thì phần đa là nằm ở đô thị. Nó tóm lại là đô thị là một cái nơi mà đã hình thành cũng khá là lâu đời, qua nhiều đời, qua nhiều thời gian như vậy, được đầu tư rất là nhiều tiền, cho nên đô thị nó hình thành nên cả một cái thế giới, người ta gọi đó là ánh sáng văn minh. Cái gì văn minh, cái gì mà tốt nhất, những cái gì nhanh nhất của thế giới này là được hình thành ở đô thị. Còn dần dần sau đó là nó lan tỏa về các cái vùng khác. Thì ở đô thị thì nó được những cái như vậy các bạn. Nhưng mà thời gian trôi đi, dần dần những cái đô thị nó cũng xuất hiện những cái vấn đề của nó. Không riêng gì ở Việt Nam đâu các bạn ạ, mà ở Trung Quốc hoặc một số nước châu Âu khác. Tuy rằng các nước châu Âu thì người ta càng văn minh thì cách xử sự của họ, có cách thiết kế của họ thông minh hơn. Còn những cái nước phát triển như Việt Nam và một số nước khác thì nó gây ra một cái tình trạng như thế này các bạn này. Người ở ngày càng đông á, thì dẫn đến cái tình trạng ô nhiễm môi trường. Hồi trước cũng khác các bạn ạ. Hồi trước thứ nhất là xe cộ không có đông, chỉ yêu đi xe đạp nhiều. Bây giờ đời sống càng ngày càng cao, đi xe máy, ô tô có số lượng càng ngày càng nhiều lên. Rồi những cơ sở sản xuất càng ngày cũng mọc nhiều lên, cho nên nó sinh ra cái việc là ô nhiễm môi trường.
Cho nên các bạn biết thời gian vừa qua là các bạn biết là Hà Nội, Sài Gòn và một số tỉnh thành mà đô thị hóa cao lẫn xảy ra cái tình trạng là ô nhiễm bụi. Không khí ra đường lúc nào cũng rất ngột ngạt, khó thở. Rồi ô nhiễm nguồn nước. Hà Nội như các bạn biết là mình nghe một số người bạn mình kể hồi trước là sông Tô Lịch cách đây mấy mươi năm là tám được các bạn ạ. Sông Nhuệ hồi trước là tám được các bạn. Hồi xưa là còn nhỏ nhỏ là tám, nhưng bây giờ mình nói bạn những đó là những con sông ô nhiễm rồi, những cái làng nghề sản xuất bây giờ người ta thải toàn bộ chất thải ở đó thì dòng sông nó ô nhiễm. Như vậy là sông hồ bị ô nhiễm. Mùa hè thì nắng bức. Hà Nội bạn biết là mùa hè là cực nắng luôn. Bê tông hóa trơn rồi, ao hồ lấp không còn bao nhiêu nữa. Nhà ai cũng bật máy điều hòa hết thì bao nhiêu cái chất nắng nó thả ra ngoài đường hết thì đường lạnh đủ hết. Cây xanh thì cũng ít đi. Rồi rác thải ồn ào. Rồi cái tình trạng ngập úng càng ngày nó càng trầm trọng thêm. Sài Gòn, Hà Nội là hai cái nơi xem như là trọng điểm. Những năm vừa qua đầu tư một số tiền cũng rất là lớn các bạn, tính ra là tiền ngàn tỷ các bạn ạ. Nhưng mà các bạn thấy chỉ cần một cơn mưa xuống là Hà Nội với Sài Gòn ngập nước là chuyện bình thường. Nhưng một cái chuyện gọi là chuyện thường ngày ở huyện không có gì và thắc mắc ý kiến đâu á. Cách đây mấy mươi năm mưa ngập thì mới la làng la xóm kêu ca, chứ còn bây giờ nó mưa là ngập là coi như không có việc gì phải kêu nữa. Tìm đường mà về nhà chứ không có kêu. Như các bạn mình phân tích đó, quá trình đô thị hóa là chúng ta lấp đi hồ học sông hồ rất là nhiều, bê tông hóa hết thì nước làm sao thẩm tháo chạy đâu. Bây giờ chúng ta làm vài cống đang trông gì, cho nên nó ngập úng là chuyện bình thường, cho nên không có gì là phải thắc mắc ra đó. Đường xá thì cũng mở rộng đó, nhưng mà dân số đông quá thì sinh ra tình trạng kẹt xe. Người Việt Nam ta có một cái nữa là thích sử dụng xe cá nhân các bạn, không thích sử dụng mà xe bít, xe mang chất tập thể là không có ưng, cho nên là sử dụng mà xe riêng tư để đi làm cái việc của mình. Kết cấu đô thị của Việt Nam nó là như vậy các bạn ạ. Từ cái điểm A đến điểm B là lên xe máy đi khỏe hơn, không có xe nào mà xe bít nào mà mình có thể thực hiện được cái việc đó ra. Người Việt Nam mình là không có cái thói quen đi bộ này, cho nên là cứ đi xe máy, cho nên mỗi một nhà có vài chiếc xe máy là chuyện bình thường. Rồi ở đô thị là một cái nơi trung tâm của kinh tế, cho nên nơi đây cũng xảy ra rất là nhiều cái vụ là cướp giật, lừa đảo, ma túy, các tệ nạn xã hội. Những cái gì mà tốt cũng có, nhưng mà những gì xấu xa nhất thì ở đô thị dường như có đầy đủ hết các bạn ạ. À, nó có hai mặt các bạn. Điều đó về lâu về dài càng ngày nó trở nên trầm trọng, chưa có gì cải thiện hết thì chất lượng cuộc sống có cảm giác càng ngày nó càng đi xuống. Con người sống có cảm giác nó ngột ngạt, nó không được thoải mái, dù rằng mình có là nhiều tiền. Cho nên đây cũng là một câu chuyện mà những người nhà giàu họ họ thấy được điều đó, cho nên họ cần phải làm gì để tránh xa cái cuộc sống đô thị. Như các bạn biết thì khi không có tiền thì người ta mong muốn ra thành phố để làm, để mong đổi đời, để có cuộc sống nó dư dả hơn. Nhưng mà khi có tiền rồi thì người ta là thích quay về ở lại với những cái gì mà gần gũi nhất của mình. Khi có tiền rồi người ta muốn cái gì các bạn? Người ta chọn một cái nơi nào đó mà có một cái cuộc sống thoải mái, một cái nơi nào đó mà một cái không gian nó thoáng đãng, một không khí trong lành, một cái nơi nào mà có thể đi đi về về cho nó dễ dàng, một cái nơi nào mà để cho con cái được học hành cho nó an toàn, cho nó nhẹ nhàng nhưng vẫn có khả năng tiếp cận được những cái gì tốt nhất của sự giáo dục cho một cái thế hệ tương lai. Đây là một cái sự thay đổi về nhu cầu của con người các bạn ạ. Khi cuộc sống của người nâng lên, hoặc là những cái quan điểm về hạnh phúc, về thành công của lớp trẻ bây giờ đã có sự thay đổi các bạn. Như các bạn biết á, khi chúng ta nói về hạnh phúc, về thành công á, thì chúng ta chỉ nghĩ đến một mặt, đó là tiền các bạn ạ. Khi nói đến ai đến thành công á, là chúng ta thường hay nói rằng ông đó giàu, ông có bao nhiêu miếng đất, ông ta đã làm lên một cái địa vị cho xã hội này.
Thường thường chúng ta nói như vậy các bạn, nhưng bây giờ cuộc sống bây giờ nó có những cái thay đổi về cái quan điểm sống của bạn. Hạnh phúc bây giờ không phải là tiền nữa các bạn, hạnh phúc là tiền, là gia đình, là tình cảm, là mối quan hệ của mình với thiên nhiên. Từ những cái quan điểm và cái suy nghĩ nó thay đổi như vậy, cho nên là con người mình có cảm giác càng ngày càng muốn về với cái nơi mà vùng quê hơn các bạn. Có một cái bộ phận dân cư ấy, bây giờ họ mong muốn có một căn nhà thứ hai, hoặc là có một số bạn trẻ họ không muốn về quê nữa, họ không muốn ra thành phố nữa các bạn. Họ vẫn thích thành phố làm việc nhưng mà họ vẫn thích ở quê, và người ta xác định định cư ở vùng quê luôn. Như vậy vùng quê thì có một cái điều gì, những người mà có tiền rồi các bạn này, họ sống đô thị cũng nhiều rồi, bây giờ họ thích về một cái vùng quan, một cái vùng nơi có núi rừng, có không khí mát mẻ, có sự thoáng đãng, không khí trong lành. Họ muốn tránh xa đi sự náo nhiệt, cái ngột ngạt bức bối của thành phố. Họ muốn thích quay về cái vùng nông thôn, cái vùng mà tuổi thơ mình đã trải qua những tháng ngày ở đó. Chính nông thôn, cái vùng quê nho nhỏ, cái ngôi nhà xinh xinh, một cái căn vườn nho nhỏ của cha mẹ đã từng nuôi nấng chúng ta lên người, cái vùng đất nghèo đã nuôi chúng ta khôn lớn nên người. Và chúng ta thoát cái vùng quê này, chúng ta ra đi, chúng ta bơi chải với cuộc đời này, chúng ta chiến đấu, chúng ta để vươn lên một cái tầm cao mới, chúng ta làm có tiền, chúng ta có địa vị xã hội. Bây giờ ta có đạt được tất cả những gì rồi, bây giờ ta cảm thấy điều đó nó không còn là cái mà chúng ta phấn đấu nữa, thì lúc đó là thích lại về là quê, thích về là quê hương, thích về lại với ruộng đồng các bạn. Thì rất là mong muốn về lại để ngắm lại những cánh đồng lúa chín ở vùng quê của mình ở, muốn về lại với con sông hiền hòa, muốn về với con trâu đồng cỏ. Có nhiều bài thơ về quê hương rất là hay các bạn, ví dụ như là quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày, hoặc là hồi trước mình mấy mươi năm rồi mình học có một bài thơ quê hương của Tế Hanh, một bài thơ rất là hay các bạn ạ. Quê hương tôi có con sông xanh biếc, nước gương trong soi tắt những hàng tre, tâm hồn tôi là một buổi trưa hè tỏa nắng xuống dòng sông lấp loáng. Mình chỉ nhớ nhớ mấy câu thôi các bạn, nghĩa là quê hương đã nuôi nuôi chúng ta lớn lên, sau bao nhiêu năm của cuộc đời này rồi cũng trở về với đất mẹ thôi các bạn. Về quê các bạn được cái gì các bạn? Các bạn được tự tay trồng rau, chăn nuôi cùng với gia đình con cái, thu hoạch rau, bắt cá, rồi tự tay nấu nướng ăn, được gần gũi với bà con hàng xóm láng giềng. Những người ở quê người ta sống rất là hiền hòa, dân dã, họ rất trung thực các bạn, họ thân thiện cởi mở chứ không phải như người thành phố mình đâu. Người thành phố như bạn biết rồi đó, sống có khi ở gần bên nhưng mà có khi là không biết tên với nhau luôn, hỏi là coi như không biết luôn, từ đa đến xóm dưới là coi như hỏi ông A, ông B, ông C coi như bó tay cũng còn đó, hỏi không được tiền không ra. Chứ còn về quê là mình nói bạn bạn với công mà nói cái tên của bạn và gắn với tên cha tên mẹ là đường nào tiền cũng ra hết trơn á. Ở quê là này như vậy các bạn ạ. Những người mà lớn tuổi rồi họ thích về lại với những ngày thơ ấu của bạn, họ không còn muốn bon chen với nơi phố phường nữa. Và đây là một cái hình ảnh của một cái làng quê yên ả các bạn ạ. Về đây là các bạn được ngắm những đồng lúa rất là mênh mông bát ngát, có những con đường quê nho nhỏ nó chạy ngằn nghèo đó các bạn này, nhưng mà nó rất là nên thơ. Buổi sáng các bạn ra đây tập thể dục, các bạn chạy gấp mấy lần ở thành phố, một cái phong cảnh các bạn thấy rất là một cái làng quê rất là tuyệt vời các bạn ạ. Đây bây giờ lớn tuổi rồi làm gì nữa, về quê tham gia gặt lúa nhận vui này, trồng đồng trồng lúa này, đi với mấy anh thanh niên ra sông ra nước tung lưới câu cá kéo lưới đồ, sống một cuộc sống nó yên ả, nó bình dân dã,
Mình thấy bây giờ rất rất nhiều người người ta về hưu rồi các bạn biết không? Nhà ở thành phố người ta cho thuê hết, hoặc là người ta để cho con cái người ta ở, còn là người ta về quê lại người ta ở. Người ta về quê người ta sửa lại cái nhà của cha mẹ hồi xưa là ở, bây giờ là cha mẹ già hoặc là cha mẹ mất rồi thì sửa lại, tu bổ lại ở. Đó, cuộc sống hàng ngày của họ là như vậy, lâu lâu là người ta ra thăm con thăm cháu vậy thôi. Cuộc sống như vậy mới mới gọi là đáng sống các bạn ạ. Chứ không phải là ở một cái nơi phố phường. Phố phường là ở Ấn đâu, mấy mươi năm phấn đấu miệt mài rồi, còn gì nữa đâu, không biết đâu mà có gì đâu đâu. Mình dẫn chứng cho bạn một số hình ảnh của những người bỏ phố lên rừng. Đây là hình ảnh của anh nghệ sĩ Giang Còi, một nghệ sĩ hài rất là nổi tiếng ở Hà Nội các bạn ạ. Sau một thời gian làm ăn thì sau một thời gian làm của trong cái giới nghệ sĩ thì có một số tiền rồi, anh ta đã tập trung đầu tư một cái vùng đất ở quê. Khu vườn của anh ta là rộng đến 10.000 mét vuông. Hiện bây giờ phần đa là nghệ sĩ Giang Còi về quê ở các bạn, không còn ở thành phố đâu các bạn ạ. Và đây là một số hình ảnh của vườn của anh Giang Còi, nghệ sĩ Giang Còi các bạn đó. Về đầu tư cá nhân là nghệ sĩ Giang Còi đã có 2 lần bước qua đò nhưng mà đều lỡ chuyến đò hết các bạn. Hiện bây giờ anh đang sống với những người con đó, cuộc sống rất là dân dã các bạn ạ. Anh về quê đó các bạn nè, đó anh tự tay anh làm vườn cùng với con cái chăm vườn đó, nuôi bồ câu đó, các bạn thấy một cái hình ảnh rất như là dân dã, rất như là nông thôn. Sống như thế này mới gọi là sống các bạn ạ. Chứ không phải các bạn ở thành phố là ô tô nhà lào xe hơi là gọi là hạnh phúc, là vui sướng đâu, chưa chắc đâu các bạn à. Bây giờ mọi thứ đã thay đổi rất nhiều rồi các bạn, thời đại bây giờ đã thay đổi rồi các bạn. Đây đây là một cái hình ảnh của một cái nhà cách thành phố Đà Nẵng tầm tầm cỡ 20 km, ở gần cái hồ Hòa Khuê các bạn. Đợt trước mình đi lên cái đường DT14 các bạn, 14G á, mình lên lên kia mình quay phim á thì mình quay cái hồ thôi, nhưng mà mình nhìn xuống mình thấy cái nhà rất đẹp các bạn này. À, mình xin chủ mình xin mình vào đây mình quay cái nhà luôn, mình có đăng clip lên các bạn này. Một căn nhà rất là tuyệt vời các bạn. Ở đây tầm tầm khoảng mấy ngàn vuông các bạn ạ. Ở trước nên có 2 cái hồ. Toàn bộ đây là một mảng cây xanh. Cái nhà này là cái nhà bằng bê tông. Phía trong thì anh ta lợp những cái tre hết các bạn. Đây là một cái hình ảnh đấy, các bạn thấy đây. Đây là một cái hình ảnh băng đen các bạn. Đó, bật đèn lên các bạn thấy không? Rất là gần gũi, rất là thiên nhiên. Đây, ở trong nhà cũng trang trí rất là nhẹ nhàng các bạn, không có gì cầu kỳ hết các bạn ạ. Một cái bàn gỗ rất là đơn sơ. Đây là cái đàn piano, những cái đàn đấy các bạn này. Bữa hôm đó mình vô mình quay phim là mình qua hết những cái đoạn này luôn các bạn này. Tất cả những cái này là để trần hết các bạn ạ. Không tô không gì hết các bạn, để nguyên như vậy luôn. Rất là đơn sơ các bạn. Đây. Không biết ở đây có phải là nữ chủ nhà không thì mình cũng rõ nữa, cái này mình lấy hình trên trên báo thôi. Đây mình thấy có nuôi con ngựa nữa các bạn, và đây là cái vườn cái nhà cho những đứa trẻ chơi. Nghe mấy anh kia kể lại là 1 tuần 2 tuần thì chủ nhà lên đây ở 1 ngày 2 ngày, sau đó là về về thành phố ở lại đó. Như vậy thì đây là một căn nhà của những người có điều kiện. 1 tuần thì người ta ở thành phố người ta làm việc, xong rồi thì những ngày cuối tuần người ta về đây người ta nghỉ dưỡng, cách thành phố tầm tầm cỡ 15 đến khoảng 20 km các bạn. Sống gần với thiên nhiên rất là hiền hòa thơ mộng, về đây cũng một có cảm giác rất là yên tĩnh. Về đây rồi có khi mình suy nghĩ làm ra nhiều thứ nữa các bạn ạ. À, như các bạn biết là anh Vũ chủ cà phê Trung Nguyên á, anh có một thời gian anh lên núi giống như đi tu luôn các bạn, nhưng mà anh đi tu nhưng mà anh vẫn điều hành được công ty các bạn á, có chuyện nằm chỗ đó các bạn ạ. Chứ các bạn đừng nghĩ rằng ngày nào mình phải ở lên văn phòng, ngồi lên phòng giám đốc, ngồi lên ghế của hội đồng quản trị để ngồi duyệt văn bản, duyệt giấy tờ, duyệt phương án kinh doanh, nó đâu phải như vậy đâu các bạn. Lên đi núi đi tu nhưng mà vẫn điều hành công ty được. Hoặc là đợt vừa rồi nghe cái chuyện mà chủ tịch hội đồng quản trị hay là anh sale gì mà của anh gì anh quay quay tay rồi của tập đoàn Hoa Sang, Tôn Hoa Sang các bạn này, anh gì đó
Đợt vừa rồi là ảnh cũng lên núi nở nở thời gian rồi, bây giờ là ảnh xuống tắt đi tu luôn các bạn ạ. Đó, có nghĩa là sao các bạn, khi người ta sống một cuộc sống nó có việc mà phấn đấu vì đồng tiền cái này kia, là có việc đó người ta đã đạt được ra rồi, bây giờ người ta không mong muốn điều gì nữa, người ta mong muốn về ở lại với thiên nhiên, người ta cởi bỏ hết tất cả những cái gì mà xô bồ ở cuộc đời, họ không muốn nữa các bạn, tới một cái mức như vậy, người ta về ở lại với thiên nhiên, với cây cỏ, với ruộng đồng, với rừng núi các bạn. Đây là một xu thế các bạn. Các bạn không tin nha, thì các bạn còn trẻ thì chắc các bạn không tin được. Các bạn nghĩ rằng ông nên nuôi dốc nuôi lớn, bây giờ chưa có tiền la làm chức bà để kiếm tiền nuôi vợ nuôi con, phấn đấu có cái nhà thì mình đồng ý là như vậy. Nhưng mà sau người ta thành công rồi, người ta sẽ nghĩ đến các bạn. Các bạn không tin thì vài năm sau các bạn thành công rồi á, có việc kiếm tiền đó các bạn là có việc cũng chẳng cái gì để phấn đấu nữa. Khi các bạn đã có vài chục tỷ, vài trăm tỷ rồi thì các bạn không không có cảm giác để kiếm tiền để làm gì nữa. Lúc đó là các bạn làm vì niềm đam mê thôi, chứ không phải làm vì tiền nữa đâu. Mình nghĩ là như vậy. Các tỷ phú bây giờ người ta không không làm vì tiền đâu các bạn. Người ta làm một sản phẩm là mục đích là để phục vụ cho cái thế giới này. Người ta muốn thay đổi thế giới, người ta muốn đem sản phẩm làm sao cho mọi người dân đều tiếp cận sản phẩm của họ. Chứ không phải người ta cố, người ta sáng tạo ra để người ta bán, người ta lấy tiền đó các bạn ơi. Trong suy nghĩ họ không bao giờ còn điều đó nữa các bạn. Họ làm vì đam mê các bạn ơi. Một thời gian vừa qua thì mình theo dõi thì những người Hà Nội các bạn này, họ có xu hướng về những cái vùng ven, ví dụ như huyện Sóc Sơn, Hòa Lạc để người ta mua đất, người ta làm nhà. Như các bạn biết thì đợt vừa rồi thì có những cái việc mà xây dựng nhà trái phép ở rừng Sóc Sơn. Rừng Sóc Sơn là một cái rừng phòng hộ các bạn nhé. Do cái việc mà quản lý chúng ta lỏng lẻo cho nên là người ta về đây, người ta mua rồi người ta xây dựng lên, xé nát cái khu rừng này. Đợt vừa rồi cũng rất là nhiều người bị kiểm điểm là cái vụ này các bạn ấy. Những căn nhà các bạn nhìn thấy nó rất là tinh khôi, rất là đẹp, ở mập lên giữa cánh rừng. Và bây giờ là họ ngồi có việc về các cái huyện ngoại thành. Thì thời gian gần đây thì mình đọc báo là mình thấy họ về Ba Vì, Hòa Bình, Vĩnh Phúc là những cái tỉnh thành vang vang ở thành phố Hà Nội. Những nơi đây là nó có những cái vị trí đẹp các bạn. Nó có địa thế là núi non đẹp, có sông nước yên bình, và một cái điều rất là quan trọng nữa các bạn này. Mình đặt ra câu hỏi vì sao mà ngày xưa họ không đi tìm mà bây giờ họ đi tìm, là vì giao thông nó đã phát triển các bạn, quan trọng nhất chỗ đó. Hòa Bình thì bán lâu nay là vẫn đẹp chứ, Vĩnh Phúc thì lâu nay vẫn đẹp chứ, vì sao mà họ không về, là vì giao thông nó không có các bạn ạ. Có đẹp gì đẹp, nhưng nằm xa quá thì cũng chịu, cũng bó tay chấm cơm thôi. Nhưng mà bây giờ càng ngày thì nhà nước càng đầu tư những con đường, những cái quốc lộ, những cái con đường mà rộng rãi thoải mái, có điều kiện về cuộc sống, và cái xe cộ bây giờ cũng có nữa. Cho nên cái việc từ Hà Nội mà về đến những cái vùng ven ven này là nó không còn xa. Các bạn đi tầm tầm cỡ 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi đồng hồ là có thể đến được những cái vùng như thế này rồi. Vì vậy mà cái thời gian vừa qua là mình theo dõi là mình thấy rất là nhiều người Hà Nội người ta về cái vùng này, người ta mua để người ta làm, người ta xem đó như là một căn nhà thứ hai các bạn, hoặc là người ta đầu tư bất động sản ở đây các bạn. Các khả năng sau này ai trả được giá thì người ta bán thôi. Đó là một cái xu thế mà, ở đâu có cầu là ở đó có cung các bạn. Và mình giới thiệu các bạn, đây là căn nhà của ca sĩ Mỹ Linh các bạn, một căn nhà màu tím rất là tuyệt vời. Đây các bạn thấy không, đây là ở huyện Sóc Sơn đây các bạn, ở đây là nguyên cả một quần thể luôn các bạn. Đây đây rất là nhiều nhà, ở đây có những cái hồ nước các bạn này, nó cây xanh bóng mát. Đây là nhà chị ca sĩ Mỹ Linh các bạn, một cái căn nhà màu tím rất là tuyệt vời các bạn. Những cái tranh này lập tím, sân cũng lập tím luôn, chắc là chị thích màu tím, ca sĩ Mỹ Linh. Đó, sống như thế này thì quá tuyệt vời các bạn. Hồi trước các bạn đây lên nếu bạn mua chứ bây giờ các bạn mua không được đó các bạn. Bây giờ là cái việc này là coi như bị cấm hoàn toàn các bạn. Bây giờ chúng ta nói rằng bây giờ vùng quê có cái gì mà để chúng ta về chúng ta ở.
Thứ nhất là chúng ta thấy là các năm gần đây thì hạ tầng giao thông đã được cải thiện, giống như đợt vừa rồi mình nói rồi đó. Từ vùng quê ra nông thành phố là giao thông bây giờ rất là tốt các bạn. Kết nối giữa tỉnh này đến tỉnh kia là giao thông cũng rất là tốt. Hoặc là trong tỉnh thì những con đường mà liên huyện, liên thôn là bây giờ người ta làm đường bê tông đi cũng rất là thoải mái. Những chương trình mà giao thông hóa các bạn ạ, cũng có những cái để lại những cái rất là tốt đẹp các bạn. Hồi xưa đường đất đường đá nhưng bây giờ là chương trình này dường như đã phổ biến trên cả nước rồi, ở đâu cũng đường bê tông là tới nhà luôn. Nên đây là một trong những cái mà nó là đã thay đổi một cái bộ mặt nông thôn, đã làm cho giao thông mà phát triển là ở đó nó phát triển theo các bạn, tất cả mọi thứ. Thứ nhất là giao thương hàng hóa, thứ hai là con người đi qua lại được thì nó sẽ phát triển thôi. Cái thứ hai nó điều kiện thu nhập bây giờ cũng khá lên các bạn. Bây giờ những cái xe bây giờ các bạn thấy nó không còn đắt như hồi xưa nữa. Bây giờ những người mà có thu nhập cao thì người ta đi thời gian đó thì người ta bán là những xe cũ mà thấy khá là nhiều. Những xe nhỏ như Kia Morning đồ hồi xưa cách đây là 500, nó vượt quá thu nhập các bạn đi. Bây giờ những người giàu người ta đi, người ta không bán lại bây giờ còn có 250, 300 ví dụ như vậy. Thì những cái xe đó hiện bây giờ là những cái người có thu nhập thấp thì người ta dễ tiếp cận được cái xe đó. Và cái trường học bệnh viện của cái vùng huyện, vùng có vùng quê các bạn này, vùng xã là bây giờ cũng được cải thiện khá là nhiều. Nhưng mà quan trọng nhất là hạ tầng này các bạn này, mình đánh giá hạ tầng rất quan trọng. Hạ tầng mà có đầy đủ á, thì về quê rất là tiện, các bạn đi đi học cũng rất là tiện, hoặc các bạn đi chữa bệnh cũng rất là tiện. Còn không có giao thông thì bỏ đi, những cái này nằm xa xôi quá thì cũng không ai muốn về quê để làm gì hết. Ví dụ như mình lấy Đà Nẵng đi, các bạn có một căn nhà ở phố, một là các bạn về huyện, bây giờ đường đường về huyện rất tốt. Còn ai mà có quê là quê ở Quảng Nam, bây giờ đường về Quảng Nam rất tốt, đường rộng mênh mênh mông mông thoải mái luôn. Hoặc thậm chí là nhiều người là về tới quê Quảng Ngãi luôn các bạn, Quảng Ngãi họ vẫn quê được. Hồi xưa làm gì mình đi được đâu, đi mất mấy tiếng đồng hồ, đi mất 4 tiếng sao đi được. Bây giờ đi rất tiện các bạn này. Thứ nhất nhà mình có ô tô riêng thì càng có tiện nữa. Hồi xưa đường xá không có, đi thì đi xe đò, chào chực khổ sở. Bây giờ thứ nhất đường đường cao tốc có rồi, xe này có xe ô tô riêng nữa, hai vợ chồng với mấy đứa con. Ngày hôm đó là đã xác định về quê rồi, là coi như là mua đồ gì là chắc khách trên xe, đi trong vòng 2 tiếng đồng hồ lên đường cao tốc chạy rất nhanh, về đó ăn chơi vui vẻ với cha với mẹ, thoải mái cuộc đời, ở vài ngày rồi về đi làm lại thôi, có vấn đề gì đâu các bạn. Cho nên là cái giao thông là cực kỳ quan trọng, chính cái giao thông này nó làm cho cái vùng quê này nó có giá trị các bạn ạ. Đất ở trong quê mình nói bây giờ không rẻ đâu các bạn ạ. Các bạn không tin các bạn đi hỏi đi, không rẻ đâu các bạn. Các bạn có tiền thì nên nên mua đất ở vùng quê để phòng ngừa sau này có khả năng các bạn về các bạn đó các bạn ở đó. Rồi như vậy thì chúng ta nếu có chủ ý về quê ở thì làm như thế nào, chọn một cái vùng quê như thế nào để đáng để các bạn định cư các bạn ở. Một cái tiêu chí để chọn đất vùng quan vùng quê, thứ nhất là phải nói là giao thông các bạn, mình nói đi nói lại là giao thông các bạn. Giao thông từ cái nơi mà chúng ta ở đến cái trung tâm là bao xa, đường xá tốt hay là không là chúng ta phải duyệt cái đó. Cái thứ hai là con đường bê tông á, mà từ con đường chính mà đi 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 vào có cái nhà chúng ta ở là đường bê tông phải đủ rộng cho ô tô đi được. Còn mà ô tô không đi được thì chúng ta cũng không nên mua để làm gì, vì mục đích chúng ta là mua để đi ô tô mà, cho nên và mua là phải xác định là đường bê tông và ô tô đi được. Cái ý nữa là các bạn mua đất vùng quan đất vùng quê gì thì phải có sổ đỏ sổ hồng đàng hoàng các bạn ạ. Đất vườn cũng phải có đất sổ đỏ. Cái ý nữa là các bạn phải check cái thông tin về quy hoạch, cái vùng nó có quy hoạch hay là không. Không có quy hoạch thì ở lâu dài thì càng tốt. Rồi các bạn cố gắng chọn cái vùng nào mà cho nó gần trường, gần chợ, gần nhà văn hóa, gần ủy ban nhân dân xã, gần ruộng đồng, gần con sông thì càng tốt. Buổi chiều là buổi sáng gì đó các bạn ra hít không khí trong lành nó mát mẻ. Tuy gần sông thì lâu lâu cũng có trận ngập, chuyện nó cũng bình thường thôi, ở quê thì phải chấp nhận như vậy các bạn này.
Ngập thì là mình lên phố mình ở, hoặc là mình sắm thì chiếc ghe thuyền nữa. Bây giờ nó di cư thôi, cả làng nó di cư thì mình cũng phải di cư, mình sống chung với lũ thôi chứ cũng không còn cách nào đâu các bạn ạ. Có gì cũng phải có sự đánh đổi của nó. Và khi mua đất ở nông thôn thì có một vài ý mà các bạn phải sức lưu ý này. Thứ nhất là các bạn phải mua đất, tránh cái đất mà tranh chấp ra các bạn, tranh chấp đi nhiều thứ lắm các bạn. Anh em trong nhà tranh chấp cũng có, ở quê lẫn hai có tình trạng này các bạn, rồi tranh chấp với hàng xóm láng giềng xung quanh. Có khi là hồi xưa là đất cũng không có giá trị, cho nên là làm cái vườn, mà vườn kiểu mà cái vườn cai các bạn này, trồng cái cai làm thành cái ranh giới cũng không có rõ ràng. Cho nên khi mình tới mình mua là bắt đầu là ông bắt đầu có ý kiến liền, có khi cũng lệch nhau cỡ 10 phân đất thôi nhưng mà cũng có ý kiến. Cho nên các bạn phải sức lưu ý, mua là nói anh chủ nhà kêu anh hàng xóm ra bây giờ cái ranh giới như thế nào, là tôi đáng mới trụ xuống, anh có ý kiến gì không? Không có ý kiến gì là ok, đáng mới trụ xuống. Và tranh chấp về lối đi nữa các bạn ạ. Xem cái lối đi mình có chắc chắn không, nếu đường bê tông mà đâm thẳng vào nhà thì còn tốt, chơi mà cái đường đất thì phải hỏi đường đất của ai này, của nhà ai này, chứ không là các bạn có khi là cái đất nữa là đất của ông nữa, ông cho đi giùm, cho đi mượn để đi là khó, các bạn có lưu ý à. Có hồi xưa ông nó mở ổng là thổ địa đó thì không dám nói gì đâu, nhưng mình mua là thành mình người lạ rồi, cho nên mình mua sang là ổng dành cái lối ở đây là coi như là các bạn bó tay rồi à, việc này có rồi các bạn à. Khi mua nhà không để ý các bạn, mà chơi mua nhà xong rồi thằng anh chủ anh bay biết là mình mua nhà là bắt đầu anh sai, là anh sai bịch lại trời nó mới trách mình nha. Cho nên làm khó mình, cuối cùng mình chi mình tốn thêm lần tiền nữa thôi. Ở quê thì thiệt ra là họ cũng không có gì khó khăn, mình nói chuyện nhẹ nhàng với họ thôi, thì anh nhượng lại cho em đó thì họ nhượng thôi, có kiểu như đó thôi. Và lưu ý nữa là vùng đất nó là không dính hố bom kho thuốc nghĩa địa, nó nôm na là như vậy. Ở quê thì thường đất cũng yên bình, cũng an lành thôi, nhưng mà tốt nhất thì phải tìm hiểu dẫn kỹ, còn lỡ dính cái đó thì chúng ta cũng tốt nhất đừng có mua, đặc biệt là mua những cái đất mà có sổ mà có vườn cai thì còn tốt các bạn này. Đó, có đường xá ngon lành, có ruộng có sông là càng tốt này. Đó, những cái vùng đó đó và nên chọn để mua để ở. Rồi, có chuyện mình đặt câu hỏi đây các bạn này, những người có tiền mua thì mình không bàn tới nữa các bạn, có tiền mua thì dễ rồi, không còn nhiều suy nghĩ. Bây giờ mình đang tính cái chuyện là không có tiền hoặc tiền ít thì mình hai cái phương án này thì mình chọn cái phương án nào? Có một cái phương án thứ nhất thì một người thì cố gắng vay thêm ngân hàng, mình có ít tiền rồi, ví dụ như 500 700 gì đó, mua một cái nhà 2 tỷ 2 tỷ rưỡi gì đó, nhà thành phố bây giờ là giá nó là mình nói các bạn là cũng nhận nhà bình thường thôi các bạn, nhà thành phố hiện bây giờ giá cả cao hơn các bạn, nhưng mình cứ cho tầm cỡ 2 đến 2 tỷ rưỡi đi, thì mình vay ít nhất khoảng tỷ mấy nữa, cố gắng vay để định cư ở thành phố. Vì cái gì? Vì thứ nhất là các bạn muốn ở thành phố, các bạn muốn cho con cái học hành những cái trường tốt để sau này nó có tương lai cho con cái, ví dụ như vậy, hoặc là cái nơi đó buôn bán làm ra tiền, cho nên bạn cố gắng bạn bạn quyết chí bạn bám trụ ở lại, thì các bạn vay ngân hàng để các bạn mua. Được là cái như vậy nhưng mà nó cũng đánh đổi nhiều cái các bạn ạ. Thứ nhất là suốt cuộc đời này bạn phải còng lưng trả nợ, nợ lớn lắm các bạn. Các bạn vay 1 tỷ rưỡi 2 tỷ là các bạn phải trả mấy mươi năm đó, một tháng làm tầm khoảng mười mấy triệu. Như vậy là cái lãi ngân hàng và cái lãi gốc nữa là trở thành một cái gánh nặng cho gia đình, cho cái thu nhập của các bạn. Vì đó là một cái gánh nặng, cho nên là bạn không còn tiền để các bạn đầu tư cho bản thân, dành để cho việc học hành cho chính bản thân các bạn, có khi đó là cho con cái của bạn, rồi các bạn không có tiền để cho một cái gia đình sống cuộc sống thoải mái. Bởi vì đến 50 đến 70% tiền để trả nhà rồi, còn một số tiền nhỏ như vậy thì làm gì để có vợ con gia đình đi du lịch đó đây, cũng thiệt thòi đủ thứ các bạn ạ. Những cái gì món ăn ngon cũng không có dám ăn, tiết kiệm để tiền trả nợ chứ tiền đâu đi ăn đi chơi, đó là một cái thiệt thòi các bạn. Cũng được mỗi cái gì cái nãy mình nói nó, còn một cái được nữa mình nãy mình bổ sung thêm là vài mươi năm sau này có khả năng cái nhà chúng ta ở, cái vùng đất chúng ta ở là nó sẽ lên giá, có khi nó lên giá gấp 2 lần các bạn ạ. Ví dụ các bạn mua 2 tỷ rưỡi 3 tỷ gì đó thì
10 năm sau có khả năng thành 6 tỷ các bạn. Đó, đó là một trong những cái mà chúng ta đánh đổi. Còn một cái phương án nữa thì các bạn chọn, các bạn có một số tiền nhỏ như vậy thôi, các bạn chấp nhận về vùng ven hoặc vùng quê, các bạn mua một đất, các bạn không cần thiết phải vay nữa. Như vậy là chúng ta không có bị áp lực về tài chính, chấp nhận ở thuê ở thành phố nhưng mà ở thuê bám trụ để làm ra tiền. Như vậy thì bao nhiêu tiền làm được thì một phần để trả nhà thuê, một phần thì để tích lũy đầu tư cho bản thân, đầu tư cho con đường học vấn, đầu tư cho con cái, đầu tư cho gia đình. Gia đình cũng có điều kiện để được đi chơi, đi đó đai, tại vì không áp lực về tài chính cho nên là khả năng tiền bạc sẽ dư dư hơn. Thì thực sự mình nói đây thì nó cũng mang chắc gọi là đem ra để bàn thôi các bạn ạ. Còn có việc quyết định như thế nào thì tùy vào quan điểm, tùy vào ước mơ, tùy vào cái sự đánh giá của mỗi người. Có những người người ta thích ở đây thì việc này cũng mình thấy cũng cũng đúng thôi. Họ có những ước mơ lớn, họ mong muốn một điều rằng họ phải toàn tâm toàn lực để cố gắng làm giàu, để vươn lên, để không những trả nợ mà sau này còn còn trở nên giàu có nữa. Người ta giàu có thì người ta mua nhiều bất động sản nữa, ví dụ như vậy. Nhiều người nhìn vào đây người ta ồ anh này thì như vậy thì an toàn quá, thì đúng là an toàn thiệt. Như thế này thì mình đánh giá là an toàn các bạn ạ. Thứ nhất là đồng tiền chúng ta mua đất ở vùng quê là coi như đó là một cái nơi mà các bạn phòng thủ. Sau này nhớ vùng quê nó có đất nó lên giá thì thành phố lên giá thì quê quê nó vẫn lên giá các bạn. Đó là một cái ý thứ nhất. Nếu sau này các bạn làm ra tiền á, cần thiết là các bạn không ở quê mà bạn ở phố thì các bạn bán cái đất ở quê đi. Đất lúc đó nó đã lên giá rồi, cộng với đồng tiền baloney tích lũy rồi thì cộng hai tiền này là các bạn đủ tiền để các bạn mua đất ở một thành phố các bạn ở. Như vậy thì nó cũng giải quyết được hai vấn đề các bạn ạ. Còn các bạn ở đây thì các bạn phải không còn đường lùi nữa, phải chiến đấu hết sức mình thôi. Và xác suất thành công là mình nghĩ nó cũng càng ngày nó còn thấp lên các bạn. Tại vì áp lực tài chính trả nợ nhiều quá cho nên là cái việc mà làm giàu các bạn cũng rất là khó khăn gian khổ chứ nó không phải giống như ngày xưa đâu các bạn. Những người thành công là các bạn nhìn thấy, còn những người vô số những người không thành công là dường như chúng ta không bao giờ chúng ta thấy họ. Con số đó là có khi ngàn con số vạn. Còn những người mà thành công điểm mặt trên mặt báo mà chúng ta thấy số nó ít lắm các bạn. Thì bây giờ các bạn hỏi thì ông nói rất là răng chứ tôi thấy anh tôi hoặc là bản thân tôi đây hồi xưa lam lũ ở quê, tôi ra thành phố tôi buông trang, bây giờ tôi có mấy cái nhà, tôi có mấy sợi đất. Ông nói như vậy thì những người này họ ở quê suốt đời à, như vậy là họ chỉ an phận, họ không còn quyết tâm phấn đấu. Kính thưa các bạn, thì điều kiện của mỗi hoàn cảnh mỗi khác các bạn. Mấy mươi năm trước thì các bạn nhìn lại đi, đất ở thành phố nó không có đắt như bây giờ các bạn ạ. Thị trường bất động sản Việt Nam mới hình thành đây có 20 năm thôi. 20 năm ngày trước đó nếu các bạn mà ra thành phố các bạn mua miếng đất á, là các bạn tính bằng cây vàng, một đất một cây vàng hoặc năm chỉ vàng thôi. Thì hồi đó các bạn ra các bạn mua bao nhiêu không được. Nhưng bây giờ quá trình đô thị hóa, cái hạ tầng rồi tất cả mọi thứ người ta đầu tư vào thành phố, cho nên thành phố hiện bây giờ đất rất có giá trị, nó tăng gấp mấy mươi lần rồi, thậm chí cả trăm lần rồi. Ở Hà Nội bây giờ nói các bạn là đất 1 tỷ một mét vuông là chuyện bình thường, 500 triệu vuông là không có gì phải suy nghĩ hết. Như vậy thì biết bao giờ mà các bạn định cư, các bạn mua một cái đất ở Hà Thành đó là đến 5 tỷ đến 7 tỷ thậm chí 10 tỷ thì cơ hội của bạn thành công rất khó. Như vậy thì chúng ta hãy chọn một con đường nào đó cho nó an toàn và nó có sự chắc chắn về lâu về dài, thì mình nghĩ rằng rất là nhiều bạn bây giờ chọn con đường này các bạn ạ. Cũng số tiền đó nhưng mà mua đất vùng quan để phòng thủ, cùng lắm thì mình về quê mình ở, mình sống với ruộng với làng và mình làm cuộc sống ở một cái vùng nào đó nó gần ở nông thôn cũng làm đó tiền. Nếu cùng đường lắm thì về quê ở các bạn. Còn sau này điều kiện mà các bạn phát triển tốt á, thì các bạn cần thì các bạn giữ, còn không thì các bạn bán đất vùng quê, các bạn dồn tiền các bạn mua đất thành phố.
Thì quá trình mình tiếp xúc và mình thấy có những xu hướng như vậy, thì một cái bài mình chia sẻ như vậy thôi, chứ cũng hoàn toàn không có ý là khuyên can các bạn làm một cái điều gì hết. Tất cả là mọi thứ là nằm ở quyết định các bạn ạ. Rồi, ngày hôm nay mình có một cái bài nhỏ chia sẻ như vậy thôi. Rồi, các bạn nhớ đăng ký kênh và ủng hộ giùm mình nhé. Bye bye, chào các bạn nhé.